cho tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật sử dụng trên đàn guitar điện mà có cái nhúng hai chiều. Cái kỹ thuật sử dụng này người ta có thể thấy rất là nhiều ở danh thủ Steve Vai, John Petrucci hoặc là một số tay guitar sau này, ví dụ Martin Miller chẳng hạn. Thì cái cách sử dụng nó khá là đặc biệt khi mà sử dụng cái cần nhúng hai chiều, tức là chúng ta không kéo xuống hẳn hoặc là kéo ngược lên hẳn, mà chúng ta dùng tay chúng ta gõ lướt nó qua để nó tạo cái độ rung rất là đặc biệt, khi các bạn nghe các bạn mới cảm nhận được thôi ha. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn hai cái cách phổ biến. Một cách là người ta dùng cái cần nhúng này người ta kéo ra phía sau, và một cái cách là kéo lên phía trước ha. Thì hai cách này nó phổ biến, thì cách xài tương tự như nhau thôi. Thì chúng ta sẽ cảm nhận nó bằng cách đánh thử một nốt và các bạn nghe thử là biết ngay nha. Ví dụ mình đánh một cái nốt mi ha. Nếu các bạn sử dụng cái cần nhúng, các bạn nhúng lên hoặc nhúng xuống, thì các bạn ví dụ mình đưa ra sau thì mình sẽ nhúng lên ha, thì bạn nghe thế này. Cái kiểu như vậy nó sẽ kéo lên. Còn vẫn là cái cách mình hướng dẫn các bạn thì nó vẫn lên nhưng mà nó sẽ bung lại rất là nhanh và nghe nó đặc biệt. Ví dụ sao? Thì các bạn không kéo trực tiếp cái cần nhúng về phía sau, mà các bạn lấy tay các bạn đánh vào cái cần nhúng. Đúng nghĩa là cái từ đánh, các bạn đánh vào cái độ mạnh nhẹ thì tùy theo các bạn muốn cái ý đồ. Các bạn thấy Steve thường đánh nghe nó rất là dữ ha. Còn nếu các bạn muốn nó nhẹ thì các bạn chỉ đánh cái cần nhúng, không phải các bạn đánh trực diện vô 90 độ cần nhúng, mà chúng ta đánh hơi xéo một cái góc theo mình nó cỡ khoảng hai mấy ba chục độ thôi, và các bạn đánh chạm vô cần nhúng mà chúng ta lướt cái tay qua cần nhúng luôn, chạm như thế này, chúng ta lướt chạm vô nó xong chúng ta lướt qua luôn, thì lúc đó cái cần nhúng nó tác động nhanh á, nó bẻ cong lên và nó bung ngược lại, và cái lò xo sẽ tự nghỉ ngược lại, và lúc đó cái nốt chúng ta nó rung nghe cái kiểu rất đặc biệt nha. Mình tập lại nha bạn. Đó là các bạn rung nhẹ, còn bạn muốn rung mạnh hơn thì bạn đánh mạnh hơn thôi. Đơn giản đúng không? Các bạn hãy thử cách này và nó cũng rất hiệu quả nha. Thì cách thứ hai là chúng ta đánh ngược lại. Thì quy tắc của nó cũng tương tự mà thôi, mà các bạn nghe nó sẽ khác đi một tí. Theo mình, cảm nhận của mình thì cái độ rung nhanh nó sẽ ngắn lại so với là bạn lật ngược ra phía sau. Bởi vì nếu cái lực các bạn đánh phía sau này có lẽ là cái lò xo nó sẽ kéo nó mạnh hơn so với các bạn để phía trước như thế này nha. Cho nên là hãy thử và cảm nhận ha. Giờ mình cũng đánh tương tự một cái nốt mi. Đó, thì lúc này các bạn vuốt lên, các bạn đánh vô ngay cái cần nhúng, các bạn vuốt thẳng lên đó, thì các bạn sẽ tạm chạm vô nhúng lướt qua luôn, thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng rung như vậy ha. Thì một cái bài tập mình thấy lúc nãy mình đánh cho bạn thử, nó khá hiệu quả là chúng ta dựa trên pentatonic. Ở đây chúng ta đánh si thứ pentatonic nhé các bạn. Thì bây giờ chúng ta đánh ngược lại từ dưới lên, nhưng các bạn tập theo cái cần nhúng như thế này, các bạn lướt thì mình tập theo cái kiểu như sau. Một cái nốt mình đánh hai lần. Cái lần một các bạn dùng phím đánh hoặc là các bạn hammer on vào, lần thứ hai thì các bạn lấy cái tay các bạn gõ vào cần nhúng, thì nó tương tự như vậy. Ví dụ các bạn đánh ngay cái nốt rê, lần thứ hai thì chúng ta gõ vậy đúng không? Lại nha bạn, các bạn đáng lẽ đánh bình thường vậy, thì các bạn chỉ đánh nốt đầu tiên thôi. Các bạn đánh nốt đầu tiên thôi, sau đó các bạn pull up nó ra, thấy không? Tương tự chúng ta đánh cái dây trên. Thank you.
đó. Thì như tay mình có thể ham mua anh pull up tốt thì các bạn sẽ không có bựng vướng bằng kiểu là đánh nốt đầu mới rung. Các bạn có thể chỉ đánh cái nốt duy nhất nhất, hoặc là nếu ham mua anh tốt thì bạn ham mua anh giống mình luôn. Tương tự như vậy ha, thì bạn thì kết hợp vô cầu đó mình ta tạo thử thường nhúng thì nó cũng tạo quả rất hay ha. Thì clip đầu tiên trong năm 2020 hy vọng sẽ mang lại một điều lý thú cho bạn trong luyện tập. Hãy ủng hộ shop đàn Amigo Guitar Shop và khóa học kỹ thuật guitar điện của Đăng Khoa nhé. Nếu khóa học các bạn đăng ký một lần học trọn đời, link trong phần mô tả của video này. Hãy nhớ subscribe, like hoặc comment bất cứ cái điều gì các bạn thắc mắc mà mình sẽ trả lời trong khả năng hiểu biết của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.